Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ chấn động về nam mạng Đinh Mùi sinh năm 1967, bể trên ban phúc lớn, gánh lộc về nhà, đổi vận giàu sang, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay trong năm 2025, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Đinh Mùi, hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc đàn. Năm sinh dương lịch, từ ngày mùng 9 tháng 2 năm 1967 đến 28 tháng 1 năm 1968. Năm sinh âm lịch, Đinh Mùi, Thiên Can, Đinh, Tương Hợp, Nhâm, Tương Hình, Tân, Quý, Địa Chi, Mùi, Tam Hợp, Hợi Mão Mùi, Tứ Hành Xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, Mạng Thiên Hà Thủy, Nước Sông Thiên Hà, Khắc Thiên Thượng Hòa, Con Nhà Hắc Đế, Xương Con Dê, Tướng Tinh Con Rồng. Tuổi Đinh Mùi nam mạng với nạp âm hành thủy, do can đinh hỏa kết hợp với chi mùi thổ, hỏa sinh nhập thổ bằng can sinh chi. Tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trắc trở trên con đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can, mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Sinh vào hai mùa thu và đông là thuận mùa sinh, là can hành hỏa, mang lại cho Đinh Mùi tính can đảm và sự tự tin, là những người rất vững vàng. Họ biết cách đề cao ưu điểm và che giấu nhược điểm, không giống như những tuổi mùi còn lại. Con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác. Hành hỏa khiến Đinh Mùi nam mạng năng động và mạnh bạo hơn. Họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu khi bị xúc phạm. Họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi mùi. Đinh Mùi nam mạng rất giỏi trong cách giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế. Con giáp này khá hợp lý và thông minh. Bạn bè thích tìm đến họ nhờ giải quyết rắc rối. Do bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn. Đặc biệt, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hòa, gặp địa chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngon nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Nên con giáp này cuộc đời có nhiều may mắn, nhưng cũng phải biết tích đức để gia tăng thêm nhiều phúc báo, thọ mệnh cũng nhờ thế mà được dài lâu. Cuộc đời có thăng có trầm, trong cuộc sống được Phật A Di Đà Như Lai hộ mệnh, Phật Xá Lợi Tử ban phúc, nên có nhiều may mắn và hưởng được những việc tốt bất ngờ. Ngay từ tấm bé, Đinh Mùi đã phải trải qua vô vàn khó khăn. Đến độ tuổi trung vận, mọi sự có phần yên bình hơn, nhưng cũng không tránh khỏi phải lao đao, vất vả. Chỉ đến khi Đinh Mùi bước sang tuổi hậu vận thì mọi sự mới tiến triển tốt đẹp, được hưởng lộc lá an nhàn. Tuổi Đinh Mùi nam mạng có thể chất khá tốt, không phải là hạng dễ ốm đau bệnh tật, tuy nhiên lại thường bị tổn thương về sức khỏe tinh thần, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm luyện tập để tăng cường sức đề kháng. Đàn ông tuổi Đinh Mùi là người có tư chất thông minh, lại mưu trí, nên sự nghiệp được vững chắc ổn định. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Cuộc sống của tuổi Đinh Mùi đơn giản chỉ là, chỉ cần tình yêu thương và sự bình yên, họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích.
Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Đặc biệt, nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Đinh Mùi nam mạng sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ, tấm lòng nhân ái và tốt bụng, không cho phép họ từ chối bất kỳ ai. Bởi bản tính lương thiện, thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi này rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Tuổi Đinh Mùi nam mạng hợp với những người có tính tình thật thà, hiền lành như tuổi Hợi, tuổi Mão. Ngược lại, mối quan hệ của tuổi Mùi với những người tuổi Sửu, Tý, Dần, Tỵ sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột. Nhìn chung, cuộc đời nam mạng Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi, bắt đầu từ trung vận trở đi, thảnh thơi tận hưởng cuộc đời vinh hoa, giàu sang, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Nhưng người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 tuổi đến 82 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Đinh Mùi trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Đinh Mùi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Đinh gặp Ất, bình hòa, cuộc sống trôi qua khá bình lặng, không có nhiều sóng to gió lớn như trước. Chủ mệnh yên tâm làm việc hiện tại, thu nhập ổn định theo thời gian. Xét về địa chi, Mùi gặp Tỵ, không xung phạm, công việc làm ăn duy trì được phong độ như vốn có, tài chính không phải suy tư nhiều, vì có nguồn thu nhập ổn định, chuyện tình cảm gia đạo cũng ngày càng êm ấm. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương khắc, khiến hòa khí trong nhà giảm đi đôi phần, các mối quan hệ xã giao cũng xảy ra không ít trục trặc. Đương số nên tập trung làm việc của mình, đừng quản chuyện bao đồng, kẻo làm ơn mắc oán, tự mình phải chịu thua thiệt. Tiểu kết, nam mạng Đinh Mùi sinh năm 1967, bước sang năm Ất Tỵ 2025, có vận trình bình ổn, bớt phần sóng gió, báo hiệu những khởi sắc tích cực trên chặng đường trước mắt, những nỗ lực bạn bỏ ra đang nhận về hồi báo xứng đáng, tiền bạc đủ tiêu, đủ xài, gia đạo êm ấm. Thứ hai, xem tử vi Đinh Mùi sinh năm 1967, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025, Đinh Mùi nam mạng gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là ngôi sao cát tinh thuộc hệ thống cửu diệu, hay mang đến những điềm lành với cả nam lẫn nữ mạng. Thái Dương hay còn gọi là mặt trời, thuộc ngũ hành hỏa, người được ngôi sao này chiếu mệnh sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và công việc thăng tiến. Thậm chí, người xưa còn ví rằng vượng khí cát lợi của Thái Dương tinh khiến cây ngô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Nam mạng gặp sao này thì sự nghiệp sán lạn, làm ăn phát đạt và gặp nhiều điềm lành. Nữ mệnh thì luôn hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, sức khỏe dồi dào và ngày càng xinh đẹp, được chồng con thương yêu, lo toan gánh vác mọi việc. Con kế gặp sao Thái Dương, học hành thông minh, thi cử đỗ đạt. Viết về tính chất của sao Thái Dương, có bài thơ như sau. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mặt tiền vô, cầu trời lệ Phật Nam Mô, sao tốt ở phải cây khô ra chổi, sao tốt vận xấu than ôi, Thái Dương Thái Bạch đi đôi khác gì, hạn nặng phải tránh kẻo nguy, chú ý sao tốt mặc thì họa lây, Thái Dương thuộc mộc lá cây, mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình, ăn ở ngay thẳng thật tình, làm ăn tấn tới quang minh phát tài. Sao Thái Dương là sao tốt lành nhất trong cửu diệu trường thọ, chủ về sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát, nên đương số chú ý để nghênh đón tài lộc về nhà, kiếm tiền tỷ về tay, là một tháng bằng cả năm đấy nhé. Ngoài ra, Thái Dương là Thái Dương, thuộc hành hỏa theo quan niệm phong thủy. Theo ngũ hành, hỏa tương sinh với mộc, tương sinh với hỏa, tương khắc với thủy và tương sinh với thổ. Vì vậy, Thái Dương tương hợp và xung khắc với các màu sau. Màu sắc phù hợp, màu thuộc hành hỏa như đỏ, hồng, tím và màu thuộc hành mộc như xanh lục. Màu cấm kỵ, màu sắc thuộc hành thủy như xanh lam, đen và các màu thuộc hành thổ như nâu, vàng đất. Bản chất của sao Thái Dương là ánh sáng. Vì vậy, để được cát, gia chủ cần làm ăn ngay thẳng, sáng sủa, chính trực. Kiêng kỵ nhất là làm ăn gian dối, mờ ám, lừa gạt người khác. Nếu cố tình làm trái, không những không được lợi mà còn gặp nhiều xui xẻo, giống như sao Thái Bạch hao tốn tiền của. Ngoài ra, để được hưởng phúc lâu dài,
tránh được năm hạn phải chịu quá nhiều vất vả, mệnh chủ cũng nên hành thiên tích đức, làm điều thiện, xuất phát từ tấm lòng nở yêu thương giúp đỡ mọi người, mà không cần lo lắng, so đo nhận lại. Với những ngôi sao may mắn, như sao mặt trời, dân gian ta cũng có tục lệ đón các vì sao, mong cuộc sống gặp nhiều may mắn và thành công, thuận lợi hơn. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Đinh Mùi, theo niên hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp hạn Thiên La, sức khỏe và tâm lý của Đinh Mùi nam mạng không được ổn định. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Thiên La là phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật họa trao phải phòng. Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đa phần do ma quỷ quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe công việc. Ngoài ra gặp phải Thiên La còn cần phải đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nên nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục, ly hôn khó hàn gắn, song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu mọi thứ ở tương lai. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm, các mối quan hệ không được ổn định, nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, khiến chuyện bé xé ra to, nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh, dễ dẫn tới chia ly, xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu, song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn, thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung, đặc biệt, người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Đinh Mùi, nam mạng. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, nam mạng tuổi Đinh Mùi gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là thỏ giỡn trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Đinh Mùi, nam mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nam mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Đinh Mùi cần tránh các năm tam tai, Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ 1967 Đinh Mùi sẽ phạm đại kỵ tam tai năm thứ nhất, không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn lớn, vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi 1967, nam mạng, có phạm kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1967 là 59 tuổi, theo tuổi mụ, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi 1967, nam mạng, có phạm hoang ốc không? Năm này nam Đinh Mùi là nhất cát, không phạm hoang ốc. Nhất cát, hay còn gọi là nhất kiết, có câu, nhất kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi, 1967 nam mạng, có phạm thái tuế không? Đinh Mùi 1967 trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2025, tuổi Đinh Mùi, 1967 nam mạng, có phạm hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Đinh Mùi 1967 trong năm Ất Tỵ 2025 gặp trạch khốc, xấu. Người xưa có câu thơ rằng: làm nhà cầu trạch vạn từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp trạch, bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc chắn là sát với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, gia chủ nên trừ ra. Tóm lại,
gia chủ Đinh Mùi trong năm 2025 gặp trạch khốc, không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm này. Đánh giá chung về tử vi năm 2025 tuổi Đinh Mùi, nam mạng. Tử vi tuổi Đinh Mùi năm Ất Tỵ 2025 được đánh giá là có khởi sắc hơn năm 2024. Trong năm 2025, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được, lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn về, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến, vận trình vô cùng thuận lợi, cả năm no ấm. Đồng thời có cát tinh cao chiếu, giúp thúc đẩy tài khí, lộc phúc trong năm cũng đủ đầy, điềm báo may mắn, tài lộc thịnh vượng, tình tiền viên mãn. Sau đây sẽ là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Đinh Mùi, nam mạng trên các phương diện, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, người cầm tinh con dê được ngôi sao tốt lành Thiên Cơ và Thái Dương phù hộ, do đó có thể tạo ra bước đột phá cá nhân trong sự nghiệp. Vận khí khởi sắc ngay từ đầu năm 2025 này, song trong công việc vẫn có hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi, tiểu nhân treo trên đầu, dẫn tới tai bay vạ gió. Chính vì thế, cần cẩn trọng và cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng trong mọi việc, tránh đưa ra quyết định vội vàng. Trời phú cho người tuổi Đinh Mùi, không chỉ sở hữu sự thông minh, chăm chỉ, sáng suốt mà còn gặp nhiều may mắn, có phần bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bản mệnh nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Với người đang làm ăn, kinh doanh, sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, trong thời gian tới, bạn sẽ được tăng lương, tăng thưởng là điều dễ hiểu. Cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn nhiều. Nhìn chung, người tuổi Đinh Mùi chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình thì sẽ chẳng có gì đáng ngại về tài chính trong thời gian tới. Về phương diện tài lộc, người tuổi Đinh Mùi nam mạng nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài, thứ tài trong năm, sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, năm này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu, cảnh báo tuổi Đinh Mùi nam mạng, cần chú ý trong các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, người kinh doanh cần thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Về phương diện tình cảm, người tuổi Đinh Mùi cũng phải chịu nhiều nỗi buồn phiền trong năm 2025 này. Các mối quan hệ không mấy lý tưởng, có thể chính bản thân bạn tự làm mình hoặc người khác tổn thương. Có thể thấy, công danh, sự nghiệp và chuyện kiếm tiền đã gần như chiếm hết thời gian của con giáp này, khiến bạn không quá để tâm tới tình cảm cá nhân, mối quan hệ tình cảm bị thiếu hụt, xa cách. Mối quan hệ lứa đôi, dù có bền vững đến đâu, nhưng không thường xuyên vun vén, cũng sẽ xuất hiện những vết rạn nứt trong âm thầm. Nhất là khi cả hai ít có thời gian sẽ chia, nhiều chuyện chưa được xác thực mà đã vội vàng quyết định, dẫn đến hiểu lầm, tổn thương sâu sắc, như vậy sẽ càng đẩy hai người ra xa nhau hơn. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn, nếu bản mệnh chịu thay đổi bản thân mình, nếu vẫn còn coi trọng gia đình, tuổi Đinh Mùi nam mạng, nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương, để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bản mệnh sẽ thấy mọi việc chẳng còn có giải quyết như tưởng tượng nữa. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của Đinh Mùi nam mạng trong năm Ất Tỵ 2025 cũng không thực sự lý tưởng. Bản mệnh cần duy trì thói quen ăn uống đúng giờ và đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, rất hại sức khỏe. Đặc biệt là sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trợ lực, sự cố cho phương tiện công việc, tranh chấp, kiện tụng pháp luật, mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe, như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước,
bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo quý bác nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mạng Đinh Mùi, sinh năm 1967. Đầu tiên là cách tăng cát khí của sao Thái Dương bằng phong thủy. Thái Dương là cát tinh, do đó sử dụng những cách dưới đây sẽ giúp phát huy được cát tinh của tinh tú này, hỗ trợ tốt cho vận trình năm Ất Tỵ của quý bác, thể như sau. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu, mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân, hành xử khiêm tốn. Đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không, dễ vướng phải những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình, để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác cướp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy. Nam mạng tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng, như thạch anh yêu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, để gia tăng may mắn nhé. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức, không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của, chữa trị nhiều nơi, nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Tu thân tích đức, trong năm 2025, Đinh Mùi nam mạng, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác, thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn, cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Vận trình từng tháng của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng, trong năm 2025. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025, đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Trong tháng riêng Tân Xuân, với quý bác nam tuổi Đinh Mùi có vận trình tài lộc tương đối tốt, bạn gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên của bạn. Xét về mặt tình cảm cũng lý tưởng, hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025, đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, với sự giúp đỡ của Kim Quỹ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số quan chức và chức sắc xuất sắc để kết bạn, giao lưu trong tháng này. Và sự nghiệp, tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ. Bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, mặt khác với quý bác nam tuổi Đinh Mùi, cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình. Dù may mắn đến mấy cũng không nên lộ liễu quá, nếu không sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ vì quá chướng mắt và sẽ gây rắc rối cho chính bản thân mình. Tháng này, quý bác nam tuổi Đinh Mùi nên chú ý an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, để cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025, đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, do bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh, tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần trong tháng. Với một số người có thể chất không tốt, thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bạn không có sức lực để tập trung vào công việc,
khi làm gì cũng thiếu đi sự tự tin và tích cực. Điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục đeo bám. Vì vậy, quý bác nam tuổi Đinh Mùi nên điều chỉnh lại bản thân trong tháng này, đừng để những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Vận trình của quý bác nam tuổi Đinh Mùi. Đối với quý bác nam tuổi Đinh Mùi có vận trình tài lộc khá khả quan, được thúc đẩy bởi các ngôi sao Cát Tinh, Thanh Long và Thiên Phúc, nhiều người có thể nhận được phần thưởng cao trong tháng này. Trong tháng có Cát Tinh phù trợ, đặc biệt đối với một số bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nhờ đạt được công trạng và thành tích tốt mà cuối tháng, bạn có thể được nhận thưởng, tăng lương hoặc được sếp khen ngợi. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, nhân duyên của quý bác nam tuổi Đinh Mùi có thể gặp chút khó khăn, bị ngũ quỷ và quan phù xâm phạm. Một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn, sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Thậm chí, chính bạn còn thu hút một số tiểu nhân gây ra cho mình tai họa. Vì vậy, với quý bác nam tuổi Đinh Mùi nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc của bạn bị tổn hao là điều khó tránh khỏi. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Đối với quý bác nam tuổi Đinh Mùi, có sự phát triển sự nghiệp tương đối mạnh mẽ trong tháng 6 âm lịch này. Với sự giúp đỡ của Cát Tinh và Thái Dương, cơ hội làm việc cho những bạn nam tuổi Đinh Mùi trong tháng này đã tăng lên. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện, bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý bác nam tuổi Đinh Mùi có vận trình sức khỏe khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của Thiên Mã, Lộc Tồn, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định, về cơ bản sẽ không có bệnh tật hay cảm lạnh. Không chỉ vậy, quý bác nam tuổi Đinh Mùi sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng, công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn, điều đó thực sự tốt. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Trong tháng 8 âm lịch năm 2025, các mối quan hệ xã hội của quý bác nam tuổi Đinh Mùi được cải thiện đáng kể. Với sự trợ giúp của sao tướng Tinh, Hoa Cái, sức hấp dẫn với những người khác của bạn rất thịnh vượng. Bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để cho quý bác tuổi Đinh Mùi phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn có thể đi ra ngoài, tham gia nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Với quý bác nam tuổi Đinh Mùi cũng đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Điều này sẽ giúp cho tài lộc không ngừng khởi sắc. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Tài vận của quý bác nam tuổi Đinh Mùi trong tháng 9 âm lịch này lại có phần sa sút. Đây là tháng xung của tuổi bổn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, có sự hao tán về tiền bạc. Ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên. Bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt nghiêm trọng. Bởi vậy, tử vi khuyên quý bác nam tuổi Đinh Mùi nên học cách tiêu dùng hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ gây bất lợi cho tài vận của chính mình. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Bước sang tháng mới, vận may tổng thể của quý bác nam tuổi Đinh Mùi trong tháng này chỉ đạt mức trung bình, phát triển thường thường. Với bạn, không phải chịu ảnh hưởng bên ngoài tác động quá lớn, lại được thiên phúc trợ mệnh, bảo trợ, cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc rủng rỉnh trong tay. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch,
vận đào hoa của quý bác nam tuổi Đinh Mùi tăng lên rất mạnh. Với sự trợ giúp của các cát tinh, vận tình cảm của bạn phát triển rất tốt trong tháng này. Đặc biệt là mối quan hệ giữa bạn và bạn đời của mình sẽ trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn nữa. Đào hoa tinh xuất hiện sẽ giúp cho những người đang yêu có cơ hội thắt nút cho đoạn tình cảm của mình bằng một đám cưới rực rỡ. Ngoài ra, tháng này bạn cần chú ý một chút, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết hài hòa. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam mạng. Trong tháng cuối năm này đối với quý bác nam tuổi Đinh Mùi sẽ tương đối bận rộn. Thời điểm cuối năm đang đến gần, chắc chắn bạn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, tuy có phần vất vả, nhưng tiền bạc thu vào không ít, tạo động lực cho bạn cố gắng hơn nữa. Nhiều bạn cuối năm sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh, cũng giúp cho bạn thoải mái hơn, an tâm hơn khi có tiền trong tay. Nhắc nhở quý bác nam tuổi Đinh Mùi, nên chú ý kết hợp giữa làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi, nếu không phải nghỉ để dưỡng bệnh, dưỡng ốm còn mất thời gian và làm đứt đoạn tiến trình công việc hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tài vận của bạn cả năm. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Mùi, nam mạng, trong năm 2025 này. Trong cuộc sống, nếu sóng gió cuộc đời xô đẩy bạn, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, đôi khi bạn muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ rằng, cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Những lúc khó khăn, thử thách thì nó chính là lúc bạn cần mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh để tiến lên phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường để bạn tiến lên trên. Vậy nên, hãy xốc lấy ý chí ngày hôm nay, ngay lúc này, chứ không phải nốt hôm nay, rồi ngày mai mới bắt đầu. Sống và làm việc, chăm chỉ và đam mê, dệt một cái lưới cho mình, cho vụ mùa may mắn sắp cận kề gần ta. Bạn biết đấy, trên con đường đời sẽ có rất nhiều lúc chúng ta mỏi mệt, rất nhiều khi chúng ta sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt. Sẽ có lúc người chúng ta trân quý quay lưng lại, người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao. Thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp ta thì ơi ăn hại. Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng chống lại bạn, ngăn bạn đến với cái đích bạn truy tìm. Tất cả những khó khăn đó hoàn toàn có thể dự đoán được ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững bước vào đời hăng say. Nhưng không thể vì thế mà ta bỏ cuộc, không thể vì thế mà ta ngại ngần. Người hứng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước, mạnh dạn và kiên tâm. Không ngại ngần, chẳng nghĩ suy, không âu lo, không hối hận, sống và cháy nhiệt huyết và máu lửa hết mình cho những điều mà bạn mong muốn. Dù bạn là ai đi chăng nữa, dù bạn ở đâu đi chăng nữa, dù bạn đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang đau khổ, đang chán nản mỏi mệt hay đang kiên cường bất khuất, cũng mong bạn tìm thấy được chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm, quý vị Đinh Mùi nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.